Chào anh chị, hôm nay thì ngày mùng 5 tháng 5 2021 thì bên cửa hàng bảo lại về bên trò khu can, anh chị nhanh tay kẹo hết nha. Giá hôm nay cực kỳ tốt luôn, giá không thay đổi gì luôn, vẫn xa le rẻ cho anh chị, với mức giá chỉ có là 680.000 cho anh chị luôn. Đây, Bảo sẽ về giới thiệu lại chi tiết máy hơn một tí xíu, chứ Bảo đã test quá là nhiều về con máy này rồi. Pin chọt thứ nhất á, là nó nhỏ nhẹ nha. Thứ hai là xài rất tiện lợi luôn. Rồi, Bảo đi vào giới thiệu đi. Chỉ có 680.000 thì anh chị mua là quà tặng đi rất là nhiều đây. Có con sâu chỉnh gốc để anh chị bắn vào bên trong gốc luôn. Nó đa năng, mũi khoan thì có 5-6 mũi đây. Đầu vít bắn tôn có đầy đủ luôn. Và những cái đầu điếu từ 5 đến là 13 ly có hết luôn. Đây, máy đi kèm là một phiếu bảo hành chính hãng Hukan 6 tháng luôn, cho anh chị yên tâm xài. Máy á, thì con này nó được cái hay á, là mua là có pin sạc. Pin là sạc gốc luôn, sạc rất nhanh. Hai pin một sạc cho anh chị luôn. Đây, hai pin mình có thể là sạc, vừa sạc adapter vừa sạc đế luôn. Nhưng mà cái này á thì nó có cổng sạc, pin là pin 4 cell nha, pin 18V, người ta ghi rất rõ bên này. Đó, pin lithium 18V 2.0 ampere. Pin này làm xài nó cũng độ bền với là giữ pin cao. Rồi, máy thì motor con này rất hay, cực kỳ mạnh luôn. Một con máy motor không chổi thang, có báo pin bên hông luôn nha. Nên là anh chị chú ý hết pin là mình sạc vào cho em nó. Rồi, 23 cấp trượt ở đây. Và thứ hai là mình chuyển qua máy chức năng khoan luôn, để có thể khoan gỗ gia đình các kiểu luôn, khoan sắt này nọ, bắn vít bắn tôn thì nó sẽ có cấp trượt. Bên trên đầu á thì nó sẽ có cấp nhanh chậm nhá, cấp chậm và cấp nhanh cho anh chị xài, đơn giản cực kỳ. Đầu là đầu lốc, đầu lắp xiếc nó cứng lắm. Con máy này hôm nay giá rẻ cực kỳ luôn. Hôm nay giá rẻ cực kỳ luôn. Anh chị mua thì về công tắc nó sẽ có điều tốc đây. Điều tốc nhanh chậm luôn, thông số kỹ thuật chứ. Đây, 18V Hukan Brushless là không chổi thang, xài rất mạnh luôn. Rồi, vòng tua của máy thì anh chị tham khảo nha. Từ 0 đến là 800 vòng là cấp thứ nhất, là cấp chậm. Qua nhanh thì anh chị đạt đến ngưỡng là 2.100 vòng trên 1 phút. Đèn thì con này sáng siêu sáng rồi, xài rất xa, sáng cực kỳ sáng. Đó, Bảo quay vào video cho anh chị xem cho nó rõ ràng hơn rồi mình đặt hàng nhá. Với mức giá 680.000 cho một con máy Hukan này thì giá nó quá tốt đi. Thì hôm nay Bảo cũng vừa về hàng, thì anh chị nào tranh thủ mình đặt cả hết nha. Ngày trước Bảo có làm một clip rồi nhưng mà đặt quá trời, hết cháy hàng luôn, chờ cả tháng trời. Hôm nay nó lại về nha. 680 cho một bộ Hukan pin trọt như thế này, nhỏ nhẹ, tiện lợi, xài công trình điện nước này, bắn linh kiện điện tử nó thoải mái lắm. Con này tốt cực kỳ. Giá 680 mà số lượng thì nó cũng ít, không có nhiều. Thì anh chị nào mà đặt hàng á là mình tranh thủ nha. Nhớ xem xong là đăng ký kênh. Hàng trưa Bảo sẽ làm nhiều clip mà hàng nó còn tồn tồn ít ít là Bảo làm clip cho anh chị luôn, giá cực kỳ tốt. Thì nên nhớ là đăng ký kênh là anh chị được lợi nhiều lắm nha. Rồi, bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt anh chị.